Toàn huyện Vĩnh Tường hiện có 87 trường, trong đó có 25 trường trung học cơ sở, 26 trường tiểu học, 5 trường tiểu học và trung học cơ sở, 31 trường mầm non. Ngày khai giảng năm học mới 2024-2025 đã cận kề. Để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới, đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện đã hoàn tất các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, huy động học sinh ra lớp, sẵn sàng bước vào năm học 2024-2025. Có mặt tại trường trung học cơ sở Thổ Tang, năm học 2024-2025, trường có 33 lớp với gần 1.400 học sinh. Nhà trường đã khẩn trương tổng vệ sinh khuôn viên sân trường lớp, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới. Hiện nay, nhà trường đã hoàn thành tu sửa, chăm sóc bồn cây, dọn cỏ, cắt tỉa cây xanh, lau dọn bàn ghế, cửa sổ, lớp học, kiểm tra thiết bị dạy học, máy chiếu, điện chiếu sáng, quạt điện để bổ sung, khắc phục, thay thế khi có hư hỏng. Để chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, nhà trường đã là chuẩn bị một số cái công việc, đó là tiến hành thống kê, rà soát cơ sở vật chất cũ, những trang thiết bị cũ hỏng hóc thì nhà trường có kế hoạch thay thế bổ sung để đón năm học mới. Tiếp theo đó là duy trì công tác vệ sinh phòng lớp học, trường lớp và tăng cường các khâu vệ sinh liên quan các khu vực lân cận. Thứ ba đó là tiến hành cắt tỉa cây xanh vườn hoa để tạo cái môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp và an toàn. Thứ tư đó là tăng cường công tác trang trí khánh tiết các phòng lớp học, các biểu bảng, bao lô áp phích để sẵn sàng chào đón năm học mới 2024-2025. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên của nhà trường tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn, sẵn sàng thực hiện công tác dạy học. Để chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025 thì về bản thân tôi, về công tác chuyên môn thì tôi tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ như là tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập huấn về chương trình sách giáo khoa lớp 9 mới, tập huấn về công tác kiểm tra đánh giá. Còn về công tác giáo viên chủ nhiệm thì trong dịp hè này cũng như là để chuẩn bị cho năm học mới thì tôi thường xuyên trao đổi thông tin và cập nhật gửi đến phụ huynh các thông tin đầy đủ nhất về năm học mới 2024-2025. Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tường bước vào năm học mới 2024-2025 có 24 lớp với 870 học sinh. Với thương hiệu và bề dày thành tích vốn có, tập thể ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên nhà trường đã tranh thủ những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng và thực hiện kế hoạch tu bổ, sửa chữa bảo đảm đủ phòng học, bàn ghế, phòng chức năng phục vụ nhiệm vụ dạy và học. Quan tâm cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, cải tạo cảnh quan khuôn viên nhà trường, bảo đảm sáng xanh sạch đẹp, phù hợp với mỹ quan học đường. Các phòng học cũng được trang trí, sắp xếp gọn gàng tạo không gian mới mẻ và hấp dẫn để chào đón các em bước vào năm học mới. Nhà trường cũng tiến hành nhập học, thực hiện tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học đảm bảo theo quy định. Các em học sinh khối 6 đã được phân lớp, các thầy cô giáo tận tình hướng dẫn, phổ biến nội quy, quy định của nhà trường, giới thiệu các hoạt động giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở ngôi trường mới. Để chuẩn bị cho chào đón năm học mới 2024-2025, thì trường Trung học cơ sở Vĩnh Tường đã có những kế hoạch từ xa. Trước hết là về việc chỉnh trang khuôn viên nhà trường, cây xanh, thảm cỏ. Thứ hai nữa là về rà soát các cơ sở vật chất thiết bị của nhà trường. Ba là rà soát các loại biển bảng bổ sung, các loại biển bảng trong công tác chuẩn bị. Ngoài ra thì công tác chuẩn bị cho học sinh lớp 6 nhập trường cũng đã được tiến hành từ rất sớm. Các công tác khác, nhà trường cũng đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhà trường cũng như là các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch chương trình, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 9. Ngoài ra thì các công việc khác, ví dụ công tác vệ sinh, nhà trường đã lên kế hoạch tổng vệ sinh trước khi khai giảng. Và thông tin tuyên truyền đến học sinh chuẩn bị cho tháng 9 là tháng cao điểm về an toàn giao thông. Khi các em đến trường thì tuân thủ chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ. Năm học 2023-2024 vừa qua, huyện Vĩnh Tường đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về chất lượng giáo dục. Tại các cuộc thi, sân chơi cấp tỉnh, huyện Vĩnh Tường xếp thứ 3 toàn tỉnh cả về tỷ lệ đạt giải và chất lượng giải tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, trong đó có 3 giải nhất, 17 giải nhì, 50 giải ba và 49 giải khuyến khích. Xếp thứ nhất toàn đoàn tại hội khỏe phù đồng cấp tỉnh với 57 giải nhất, 58 giải nhì và 87 giải ba. Có 5 dự án của 10 học sinh trung học cơ sở đạt giải tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.
Đây được coi là tiền đề quan trọng để ngành giáo dục và đào tạo huyện bước vào năm học mới 2024-2025 với quyết tâm tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công. Để chuẩn bị năm học mới, Ủy ban Nhân dân huyện cũng chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp với yêu cầu thực tế, tổ chức linh hoạt các phương án dạy học. Các trường học tập trung tổ chức lao động vệ sinh trường, lớp, phòng học, khuôn viên, bảo đảm cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Xây dựng nội dung chương trình lễ khai giảng đảm bảo ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, hướng vào tổ chức phần hội với các hoạt động vui tươi phục vụ học sinh. Tạo động lực tinh thần phấn khởi để các thầy, cô giáo và toàn thể các em học sinh trong ngày hội tựu trường. Ngành giáo dục huyện Vĩnh Tường đã sẵn sàng tất cả các điều kiện cho ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, năm học mới 2024-2025.